Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Chia sẻ thêm cho bạn nào chưa biết thì đây là nơi anh chia sẻ những kiến thức của môn toán đến với các bạn nhằm giúp các bạn có thêm một nguồn tư liệu trong việc học tập. Đến video lần này, chúng anh sẽ dành tặng cho các bạn lớp 6. Đó là dạng bài số 2, tìm x. Ở dạng bài số 2 này thì đầu tiên chúng ta đến với phương pháp giải. Ta có cái dạng cơ bản là bài trước chúng ta đã học rồi. Đó là gì? Nếu đề bài có một trong sáu cái dạng cơ bản thì ta sẽ tìm x theo quy tắc đã học. Thì các bạn muốn biết sáu cái dạng cơ bản này như thế nào thì các bạn hãy xem lại cái video cũ nhé. Rồi, còn đây là dạng mở rộng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen. Đó là dạng ghép. Đầu tiên là dạng ghép, tìm phần ưu tiên trước, sau đó đưa về dạng cơ bản. Vậy cái phần ưu tiên là gì? Thì chúng tí chúng ta sẽ biết. Rồi cái dạng tiếp theo là dạng x nằm ở lũy thừa thì ta đưa dạng lũy thừa cùng cơ số hoặc cùng số mũ. Đó thì nó cũng đưa về cái dạng cơ bản thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hành luôn được không? Câu 6A. Đầu tiên ta có là gì? 70 trừ 5 nhân cho x trừ 3 bằng 45. Thì đây, cái thằng x trừ 3 này, chúng ta luôn giữ lại cuối cùng được không? Ta coi nó là một cái ẩn mới, là cái x lớn đi. Được chưa? Đó, anh sợ các bạn nhầm lẫn nên anh đặt hẳn là cái chữ A. Coi như là một cái ẩn mới. 5 nhân A. 70 trừ 5 nhân A. Được chưa? Bằng 45. Đó, vậy thì giờ anh sẽ tìm. Tìm 5 nhân A thôi, đúng không? Vậy 5 nhân A là số trừ. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ là 70 trừ đi hiệu. Đó, vậy thì lúc này 5 nhân A sẽ là bằng 35. Đấy, vậy thì A sẽ bằng bao nhiêu? A có phải bằng 35 chia 5 là bằng 7 không? Rồi mà A lúc đầu ta đặt A đúng không? Là bằng x trừ 3. Đó, lúc đầu ta đặt là A bằng x trừ 3. Nên ở đây ta có thể ghi là x trừ 3 cũng bằng 7. Mà x trừ 3 bằng 7 thì x sẽ bằng 7 cộng 3 là bằng 10. Được chưa? Và ta kết luận vậy. X bằng 10. Đó, vậy là chúng ta kết thúc xong cái câu đầu tiên. Rồi, ta chuyển qua câu tiếp theo. Đó là IB. Được chưa? IB ta có là 10 nhân cho gì? Cộng cho 2x bằng cho 4 mũ 5 chia cho 4 mũ 3. Thì ta ưu tiên tính cái phần này trước nhé. Vậy là 10 cộng cho 2x thì cái 2x ta luôn giữ lại cuối cùng này. Được chưa? Cái nào mà gắn với x ấy, các bạn cứ giữ lại cuối cùng. 4 mũ 5 chia x mũ 3 thì là bằng 4 mũ 2. Được chưa? 4 mũ 2 là bằng 16. Anh tính nhanh luôn. Rồi 10. Vậy 2x sẽ bằng gì? 2x có phải là bằng 16 trừ 10 không? Là bằng 6. Vậy x sẽ bằng 6 chia 2 là bằng 3. Và các bạn kết luận. Vậy x bằng bằng 3. Đó, rất đơn giản đúng chưa nào? Rồi bây giờ ta sẽ qua câu C. Ở câu C thì ta có là gì? 60 trừ cho 3 nhân cho x trừ 2 bằng 51. Nó khá là giống câu A đúng không? Rồi các bạn luôn giữ lại cái này. Coi cái này một cái ẩn mới. Ta đặt đi. Đặt C bằng x trừ 2. Đấy, khi đấy, khi đó thì cái đề bài ta sẽ có là gì? 60 trừ 3 nhân cho C đúng không? Bằng 51. Vậy thì 3C lúc này là số trừ. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ là 60 trừ đi 51. Vậy 3x nó sẽ bằng 9. À, xin lỗi các bạn, 3C. Vậy C sẽ bằng bằng 3, 9 chia 3 đúng không? C thì ta đặt là x trừ 2 bằng 3. Vậy lúc này x sẽ bằng bằng 5 đúng không? X sẽ bằng 5. Đó. Rồi, và ta kết luận vậy x bằng 5 thôi, đúng chưa? Vậy x bằng 5 là nghiệm của phương trình. Rất đơn giản.
Rồi tiếp theo ta chuyển qua câu câu D. Ở câu D ta có gì? Câu D ta có là 4x trừ cho 20 bằng cho 2 mũ 5 chia cho 2 mũ 3. Rồi vậy thì ta có là 4x ta giữ nguyên đúng không? Trừ 20, ta tính cái bên này trước, 2 mũ 5 chia 2 mũ 3 là 2 mũ 2, tức là bằng 4. Rồi vậy 4x sẽ bằng 20 cộng cho 4 đúng không? Là bằng 24. Và x lúc này các bạn tính được là bằng 6, rất đơn giản. Vậy ta kết luận vậy x bằng 6 là nghiệm của phương trình. Tiếp theo, ta chuyển qua bài số 7. Đó, anh giải thích kỹ nên các bạn phải ghi chép đầy đủ nha và làm đầy đủ vào. Giờ bài 7 tìm số tự nhiên x. Giờ bài 7 ra. Ta có là 1170 chia cho x trừ 13 bằng cho 339 trừ cho 3 nhân cho 10 mũ 2. Rồi vậy thì tao cứ tính cái vế bên này trước được không? Còn cái cụm này ta coi nó là một cái ẩn được không? Đó, ta coi A chính là cái ẩn là x trừ 13 này. Rồi, ta đặt. Rồi, sau đó thì khi đó ta có gì? Khi đó ta có là 1170 này. Trừ đi à, chia chia cho A đúng không? A bây giờ là một cái ẩn mới rồi. Và ta tính cái vế bên này là 339 trừ đi 300 đúng không? 10 mũ 2 là 100. Vậy 1170 chia cho A là bằng 39. Vậy lúc này A sẽ bằng bao nhiêu? A là số chia, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia, chia cho thương. Đúng không? Vậy là 1170 mà chia cho 39 thì sẽ bằng 30. Đó, mà A ta đặt là x trừ 13 là bằng 30. Vậy x lúc này sẽ là bằng 30 cộng 13 là bằng 43. Và ta kết luận vậy x bằng 43 là nghiệm của phương trình. Đó, được chưa? Rồi bây giờ ta chuyển qua câu 7B ha. Ở câu 7B ta có là 3 nhân cho x trừ 9 cộng 15 bằng cho 12 cộng cho 243 chia cho 3 bình phương. Rồi vậy thì cái x trừ 9 ta coi là một cái ẩn mới này. Đặt B bằng x trừ 9, được chưa? Thì ta có là gì? Khi đó 3 nhân cho B đúng không? Cộng 15 sẽ bằng 12 cộng cho 243 là 3 mũ 5 ấy, đúng không? 3 mũ 5 mà chia cho 3 mũ 5 chia cho 3 mũ 2 thì tức là bằng 3 mũ 3. 3 mũ 3 là bằng 27, được chưa? Vậy 3B lúc này nó sẽ cộng 15 và bằng 39. Vậy 3B sẽ bằng 39 trừ 15 là bằng 20, 24, được chưa? Vậy B lúc này sẽ bằng bao nhiêu? B có phải lấy 24 chia 3 là bằng 8 không? Mà B ta đặt là x trừ 9 bằng 8. Vậy lúc này x sẽ bằng bao nhiêu? X có phải là bằng 17 không? Và ta kết luận vậy x bằng 17 là nghiệm của phương trình. Rồi tiếp theo, ta chuyển qua bài 8. Rồi, bây giờ ta làm bài 8A nha. Một trăm bốn chín
trừ đi 35 chia cho x cộng 3 nhân cho 17 bằng 13. Rồi tao coi cả cái cụm này là một cái ảnh mới, được chưa? Đặt A sẽ bằng 35 chia x cộng 3. Rồi bây giờ ta sẽ gọn nhẹ hơn rồi đấy. Khi đó 149 này trừ cho A nhân cho 17 đúng không? Bằng 13. Vậy thì A nhân 17 nó sẽ bằng là 149 trừ 13. Đó, cái này là số trừ này. Vậy A nhân 17 anh ghi 17A đi ha. Đó, nó có tính giao hoán mà. 149 mà trừ 13 là 130. 136. Đó. Và bây giờ A sẽ bằng 136 chia 17 tức là bằng 8. A ta đặt là 35 chia x cộng 3 bằng 8. Vậy thì ta phải giữ cái cụm này lại này, được không? Vậy 35 chia x sẽ bằng 8 trừ 3 tức là bằng 5. Đó, cái cụm này coi như là cái ảnh mới nữa đấy. Và x lúc này là số chia, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương, tức là x sẽ bằng 35 chia 5 là bằng 7. Và ta kết luận vậy x bằng 7 là nghiệm của phương trình. Đó, các bạn phải cẩn thận nha. Tiếp theo ta sẽ chuyển qua bài 8B, được không? 8B. Ở đây cái số nó có dạng là 1x 32 là có 4 chữ số này, cộng cho 7 x 8 cộng cho 4 x, đó, gạch ngang trên đầu, trừ cho x bằng 2000. Rồi thì các bạn phải phân tích nó ra đúng không? Thì nó sẽ bằng gì? 1 nhân cho 1000 cộng cho x nhân cho 100 và cộng cho 3 nhân cho 10 và cộng cho 2. Tương tự như vậy, 7 nhân cho 100 cộng cho x nhân cho 10 và cộng cho 8. Tiếp theo là cộng cho 4 nhân cho 10 cộng cho x và trừ x. Kết quả ta được là 2000. Được chưa? Rồi bây giờ ta có là gì? 1000 này cộng x x. Rồi, đây x trừ x là hết. 110x. Đây là 1000 cộng cho 700. Đấy, cộng cho 310. Cộng cho 8, cộng cho 2, cộng cho 4 nhân 10. Thì các bạn tính rồi, nó ra bao nhiêu? Ở đây anh tính ra được kết quả là 3 nhân 10 nhé, chứ không phải 310 nha các bạn. Vậy kết quả ra bằng là 1780. Đó, anh tính nhanh ra luôn. Được chưa? Ở đây không có dấu bằng ở đầu này. Được chưa? Ta ghi thẳng hàng xuống thôi. Bằng 2000. Vậy thì suy ra... vậy thì 1000, 110x sẽ bằng 2000. Trừ đi cái con số ta vừa tính được là 200, 220. Vậy x lúc này sẽ bằng 220 chia 110, tức là x bằng 2. Đó, rất đơn giản, đúng chưa? Rồi các bạn sửa vào. Bây giờ ta chuyển qua câu số 9. Rồi. Ở câu số 9 ta có câu 9A là 3x trừ cho 2 tất cả mũ 3 bằng cho 2 nhân 32. Rồi vậy thì chúng ta phải đưa nó về cùng cùng cơ số hoặc là cùng số mũ. Đó, nó bắt đầu chuyển qua cái dạng là x nằm ở dạng lũy thừa rồi. Vậy 3x trừ 2 anh ghi lại tất cả mũ 3 bằng 2 nhân cho 32 tức là 2 mũ 5. 2 là 2 mũ 1 nhân cho 2 mũ 5 thì là bằng 2 mũ 6 đúng không? Đó, 2 mũ 6. 2 mũ 6 thì anh ghi là 2 mũ
2 mũ gì? 2 mũ 2 tích cộng mũ 3 đúng không? 2 nhân 3 là 6 mà. Được chưa? Đó, 2 mũ 2 tích cộng mũ 3 thì các bạn thấy nó cùng cơ số chưa? À, cùng cơ số rồi. Đúng chưa? À anh xin lỗi, cùng số mũ. Vậy thì lúc này cơ số nó sẽ bằng nhau đúng không? Đó, cơ số nó sẽ bằng nhau là 3 x trừ 2 sẽ bằng 2 mũ 2, tức là bằng 4. Đúng không nào? Suy ra là 3x sẽ bằng 6, 4 cộng 2 là 6. Và suy ra x sẽ bằng bằng 2. Đó, đơn giản chưa? Rồi, bây giờ tôi chuyển qua câu B ha. Ở câu B ta có là gì? 5 mũ x cộng 1 trừ cho 5 mũ x bằng 500. Rồi vậy thì 5 mũ x cộng 1 tức là 5 mũ x nhân cho 5 mũ 1 trừ cho 5. 5 mũ x bằng 500. Rồi 5 lần của 5 mũ x trừ cho 1 lần của 5 mũ x tức là bằng 4 lần của 5 mũ x bằng 500. Vậy thì 5 mũ x sẽ bằng 500 chia 4, được chưa? Là bằng 125. Mà 125 á thì nó bằng 5 mũ 3. Vậy ta suy ra lúc này x sẽ bằng gì? X sẽ bằng 3, được chưa? Tất cả này dùng dấu suy ra ha. Rồi, các bạn kết luận vậy x bằng 3 là nghiệm của phương trình. Bây giờ tôi chuyển qua bài số 10. Ở bài 10 ta có là gì? Tìm số tự nhiên x biết. À, câu A. Câu A ta có là gì nào? 10 cộng cho 2x bằng 4 mũ 5 chia cho 4 mũ 3. Rồi thì ta cứ tính cái vế bên này. 10 cộng 2x ta ghi lại. 4 mũ 5 chia 4 mũ 3 là bằng 4 mũ 2 là 16. Vậy thì 2x sẽ bằng 16 trừ 10 tức là bằng 6. Vậy x sẽ bằng 3, được chưa? Và ta kết luận vậy x bằng bằng 3. À, nó khá giống cái câu 6B nha. Đó. Rồi, các bạn cứ làm lại đi, không sao cả. Tiếp theo, ta chuyển qua câu B là 2x trừ cho 2 mũ 0. 2 mũ 0 tức là bằng 1 đấy. Số nào mũ 0 cũng bằng 1 nhé. 3 mũ 5 chia cho 3 mũ 3. Rồi, vậy thì suy ra là gì? 2x sẽ bằng 3 mũ 5 chia 3 mũ 3 là bằng 9. 9, cái này bằng 1 chuyển qua là thành cộng. 9 cộng 1, đúng không? Vậy suy ra x sẽ bằng 10. 2x sẽ bằng 10. Suy ra x sẽ bằng x bằng 5. Và ta kết luận vậy x bằng 5. Rồi. Bây giờ ta chuyển qua câu C. 6 nhân cho x cộng 2 mũ 3 cộng cho 40 bằng 100. Được chưa? Rồi, ta giữ cái cụm này lại. Vậy ta coi cái x cộng 2 mũ 3 này á, nó là một cái ẩn mới đi. Ta đặt x cộng 2 mũ 3 là bằng C. Khi đó ta có gì nào? 6 nhân C cộng cho 40 đúng không? Bằng 100. Đó, vậy 6C sẽ bằng 100 trừ 40 là bằng 60. Được không nào? Suy ra C sẽ bằng bằng 10. Mà C là bằng x cộng cho 2 mũ 3 là bằng 8. X cộng 8 bằng 10. Suy ra x sẽ bằng x bằng 2. 10 trừ 8 sẽ bằng 2. Và ta kết luận. Rồi bây giờ ta chuyển qua câu câu D. Ở câu D ta có gì? Câu D là 2 mũ 2 nhân cho x cộng 3 mũ 2
trừ cho 5 bằng 55. Vậy thì ta coi cái cụm này là cái ẩn mới đi, đúng chưa? Rồi, đặt x cộng 3 mũ 2 là bằng d. Đấy, khi đó là 2 mũ 2 tức là 4 nhân cho d trừ 5 sẽ bằng 55. Suy ra 4d sẽ là bằng 55 cộng 5 là bằng 60. Vậy suy ra d sẽ bằng 60 chia 4 là bằng 15. Rồi, và suy ra là x cộng cho 9 sẽ là bằng 15. Được chưa? X sẽ là bằng 15 cộng 9 tức là bằng, à xin lỗi, 15 trừ 9 đúng không? Là bằng 6. Và ta kết luận vậy x bằng 6 là nghiệm của phương trình. Rồi, tiếp theo ta chuyển qua câu E. 240 chia cho x trừ 5 bằng 2 mũ 2 nhân cho 5 mũ 2 trừ cho 20. Vậy suy ra là gì? Cái này anh ghi lại nhé. Đó, các bạn có thể chọn nhiều cách trình bày, được chưa? Anh thì anh ghi lại, cách này anh ghi lại cũng được. 2 mũ 2 là 4, 5 mũ 2 là bằng 25, 4 nhân 25 là bằng 100, 100 trừ 20 là bằng 80. Vậy thì suy ra x trừ 5, chúng ta giữ cái cụm này lại, sẽ bằng 240 chia 80, tức là bằng 3. Suy ra x sẽ bằng x bằng 8. Và ta kết luận vậy, x bằng 8 là nghiệm của phương trình. Được chưa? Tiếp theo, ta chuyển qua bài số 11. Ở bài 11 ý A, ta có là 65 trừ cho 4x cộng 2 bằng cho 2014 mũ 0, tức là nó bằng 1 đấy. Vậy suy ra là 65 trừ cho 4 mũ x này nhân cho 4 mũ 2 đúng không? Bằng cho 1. Suy ra đây là 16 nhân cho 4 mũ x. Đó, 16 nhân 4 mũ x sẽ là bằng 65 trừ 1 là bằng 64. Rồi, vậy ta suy ra là gì? 4 mũ x sẽ là bằng 64 chia 16, tức là bằng 4. Mà 4 là bằng 4 mũ 1, đúng không? Vậy suy ra x lúc này nó cùng cơ số rồi, thì x lúc này sẽ phải bằng 1. Và ta kết luận vậy x là nghiệm của x bằng 1 là nghiệm của phương trình. Rồi bây giờ ta chuyển qua câu tiếp theo. Đó là câu 11, 11B. 5 mũ 2x trừ 3 trừ cho 2 nhân 5 mũ 2 bằng cho 5 mũ 2 nhân cho 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tách ra 5 mũ gì? 5 mũ 2x nhân trừ đúng không? Cái này là dấu trừ tức là chia cho 5 mũ 5 mũ 3 được chưa? Trừ cho 2 nhân cho 5 mũ 2 tức là 50 đấy, 5 mũ 2 là 25 mà. Còn đây 5 mũ 2 nhân 3 tức là bằng 75. Vậy suy ra ở đây ta giữ nguyên cũng được nhé, ta không cần phải tách ra như vậy đâu. Còn đây anh chọn cách giữ nguyên đi. Đó, 2x trừ 3 thì là bằng 75 cộng cho 50. 75 cộng 50 là 125. 125 là bằng 5 mũ 3. Vậy suy ra 5 mũ 2x trừ 3 là bằng 5 mũ 3. Suy ra là gì? 2x trừ 3 lúc này nó cùng cơ số rồi đúng không? Vậy là hai số mũ nó phải bằng nhau. Suy ra 2x sẽ bằng bằng 6. Suy ra x sẽ bằng bằng 3. Và ta kết luận vậy x bằng 3 là nghiệm của phương trình. Rồi, bây giờ ta chuyển qua câu C. 19 nhân cho x cộng 2 nhân cho 5 bình phương chia cho 14
bằng cho 13 trừ 8 bình phương trừ cho 4 bình. Rồi tao cứ bình tĩnh tao tính thôi, được không? Ở đây ta giữ lại cái cụm này này. Suy ra cái cụm này đặt là C đi ha, chia cho 14. Thì cái đuôi này đằng sau là bằng gì? 18, 13 trừ 8 tức là bằng 5 bình phương này, trừ cho 4 bình phương là bằng 25, trừ cho 16 tức là bằng 9, đúng chưa? Vậy suy ra cái C á, nó sẽ bằng 9 nhân cho 14, được chưa nào? Là bằng 126. Suy ra 19x cộng cho 2 nhân cho 5 bình phương tức là bằng 50 ấy, bằng 126. Suy ra x sẽ là bằng 19x sẽ bằng 126 trừ 50 là bằng 76. Suy ra là gì? X sẽ bằng 76 chia cho 19 là bằng 4, được chưa? Và ta kết luận vậy x bằng 4 là nghiệm của phương trình. Tiếp theo ta chuyển qua câu cuối cùng, đó là câu D. 2 nhân mũ x cộng 1 trừ cho 2x là bằng 32. 32 là 2 mũ 5 đấy. Rồi 2 mũ x nhân cho 2, được chưa? Trừ cho 2x bằng 32. Suy ra 2 lần của 2 mũ x tức là trừ đi 1 lần của 2 mũ x tức là còn 1 lần của 2 mũ x. Thì anh ghi đây là 2 mũ x. 32 thì là bằng 2 mũ 5. Vậy đơn giản ta suy ra x là bằng 5. Tại vì nó cùng cơ số rồi. Hai số mũ nó bằng nhau và ta kết luận vậy x bằng 5 là nghiệm của phương trình. Và kết thúc bài 10 cũng là kết thúc bài 11D. Đó cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Mong là các em sẽ trình bày bài đầy đủ đó và hiểu được những cái dạng bài tập này. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.